Alo. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên giữa game thủ Hưng Nhổn và game thủ Black. Trận thi đấu ở trong vòng bán kết của giải Thái Nguyên mở rộng. Và đây là màn hình máy game thủ Hưng Nhổn cầm chơi son. Con nông dân ít máu vẫn đang được game thủ Hưng Nhổn cho đi dò. Anh vẫn đang hơi táo bạo trong việc đi dò một con nông dân chỉ còn có 15 máu. 14 trên 16 là cái tham game thủ Hưng Nhổn thời điểm hiện tại. Và đây là một đôi voi nữa dành cho anh. Chơi son thi đấu với quân gì, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Một pha câu voi và con nông dân 15 máu. Và thông tin từ các khán giả ngồi ngoài báo về hai cho son. Đấy là kịch bản trong trận thi đấu này. Và lại có những tên công phu và đập dân vẫn đang đi dò xung quanh nhà của mình. Và liệu rằng cái thủ Hưng Nhổn này có thấy thêm được cái gì không? Và đây là một bãi yêu dành cho anh. Bãi yêu này thì có lẽ là cũng sẽ về với nhà Hưng Nhổn thôi. Nếu mà đóng S ở đây thì cũng hơi lãng phí một chút. Nhưng liệu Hưng Nhổn có làm điều đấy? Nếu có thể, anh vẫn có thể chơi quẩy. Một bãi hiêu cạnh với một bãi đá là một điều kiện khá tốt để cho game thủ Hưng Nhổn có thể đánh quẩy trong trận đấu này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem thế nào. Có một đàn quẩy để có thể chơi lại những con phù thủy. Liệu rằng nó tốt hay không? Vâng, bây giờ thì choi son game thủ Hưng Nhổn vẫn đang tiếp tục câu voi thứ ba về nhà chính nhà của mình. Một con voi đang vẫy đài. Bây giờ thì Hưng Nhổn anh quyết tâm đánh cái bài tầm 25 hoặc 26 dân. Bài cố mà đánh lô và đánh cái bài 26 dân sẽ có rất khỏe dành cho game thủ Hưng Nhổn. Vàng là đâu? Vàng có một bãi vàng thủ đây rồi. Và như vậy là hai bãi vàng khá gần nhau. Và chủ yếu là vàng trong cái khung nhà Hưng Nhổn. Như vậy là cũng khá tốt. Bây giờ thì bắt đầu Hưng Nhổn đang cho bầy yêu này nằm xuống. Và nằm xuống ngay cạnh bãi đá. Vẫn chưa được kích đời bài 25 dần. Và bây giờ thì Hưng Nhổn vẫn đang đi ốp lô một tơn. Đã kích đời thành công ở 7 phút 45 rồi. Đóng một chiếc BS ở đây. Và như vậy Hưng Nhổn anh có thể chơi quẩy nếu anh thích. Bởi vì chiếc BS ngay cạnh cái bãi đá con xe giò đã thấy. Bắt đầu đi dò xung quanh hiện trường nhà của mình. Nấu bãi quả và Hưng Nhổn đã thấy luôn. Rất hay. Vâng, một chiếc BG khá đẹp dành cho cái thủ Hưng Nhổn. Bây giờ thì Hưng Nhổn anh đang bắt đầu chuẩn bị thiết kế chiếc BB. Và đây là chiếc BB dành cho game thủ Hưng Nhổn. Hai chơi son thi đấu với nhau và chủ yếu bãi vàng và một cái thế nhà đẹp sẽ khiến cho Hưng Nhổn có những khoanh ruộng và những con phù thủy. Phù thủy đầy đủ công nghệ, mọi thứ sẽ là trơn tru hơn cho game thủ Hưng Nhổn rất nhiều soi tham. Black dường như cũng đánh 25 dân rồi, không đánh nhiều hơn. Đã lên đời xong và đây sẽ là BM. BL ở đâu? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. BL vẫn chưa được thiết kế và dường như BL game thủ Hưng Nhổn anh đang muốn đóng thẳng lên trên kia. À không, đây mới là BL của anh. Bò bế luôn cái khu vực bãi vàng này vào. Anh vẫn đang đánh một cách cực kỳ chắc chắn. Và nhà game thủ Black đang ở đâu? Black lấy màu 7. Chính vì thế việc nhìn nhà Black trong trận đấu này là cực kỳ khó chịu. Đối với những người mà có tật về mắt thì cái việc nhìn ra đối phương cầm màu 7 là một điều cực kỳ bất lợi. Chính vì thế mà khi đánh với những game thủ mà có tật về mắt như game thủ khủng long hay game thủ meo meo thì nói chung là các game thủ rất ít được lấy màu 7. Vì màu 7 là một màu rất khó nhìn và đánh nó không được fair play cho lắm. Chính vì thế mà chỉ có những game thủ như Gunny không có cái gì cả. Mặc dù ngồi điện tử 20 tiếng một ngày nhưng mắt mũi vẫn không sao, vẫn cứ tốt. Vì thế mà Black anh vẫn có quyền lấy màu 7. Nhà góc mấy giờ? Ở đây nhà của game thủ Black góc 6 giờ. Đây là một chiếc BS. Black anh đang vừa ăn gỗ và vừa ăn thịt luôn đây. Chuẩn bị có một tơn dâng bê. Hưng Nhổn anh vẫn đang Vẫn đang tích gỗ để có thể có một số lượng nhà P khủng khiếp. Chuẩn bị sẽ có những nhà phù ngay ở gần bãi vàng của game thủ. Vâng, ngay gần bãi vàng luôn. Đây là một nhà BP. Như vậy là Black cũng đã xây xong một cái nhà BP rồi. Rất nhanh tay, chúng ta có thể thấy một cái nhà P thứ hai. Và liệu rằng Hưng Nhổn anh có hơi lỗi một tí không? Và đây là đống nông dân đang đòi đi ăn vàng. Sóc phù luôn. Đã lộ hai nhà P. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Black anh có làm gì được Hưng Nhổn, khi mà Black anh đã phát hiện được hai nhà P một cách khá sớm sủa. Vẫn hơi đen cho anh rồi. Thì vừa đóng xong hai nhà P những con chém đã phát hiện ra. Và bây giờ thì anh đang bị ngựa giò game thủ Black chọc vào một cái nhà P thứ ba. Rất nhanh tay, con ngựa giò game thủ Black đã nằm xuống. Phù thủy công lên luôn, công luôn ở bãi vàng của game thủ Black. Cần phải lé những cái nhà P ra để cho con ngựa giò có thể hoạt động tốt hơn, tìm ra được nhiều địa chỉ làm ăn của game thủ Black. Và đây sẽ là những cái tên đập dần. 4 nhà P liên tục là những nhà P dành cho game thủ Black. Bây giờ thì Black anh đang bị công vào bãi vàng cũng như là tất cả các địa chỉ làm ăn. 4 nhà P rất trâu dành cho game thủ Hưng Nhổn. Bây giờ thì Hưng Nhổn anh đang chuẩn bị phải chống đỡ một tên mà đập dần ăn bãi vàng tiếp theo. Rất hay, 4 nhà P rất trâu. Ngày hôm nay có lẽ sẽ là một ngày có lẽ là đáng nhớ nhất với tất cả khán giả yêu đế chế. Đây là một ngày cẩn thận một tên đập dân. Hưng Nhổn anh vẫn đang khá phũ phàng với một cái bài mà phù thủy công, phù thủy và đập dân. Có cần đóng một cái nhà P ở nhà của mình hay không? Hưng Nhổn bây giờ anh vẫn đang hơi bay. Nâng cấp luôn. Bây giờ nông dân của game thủ Black vẫn đang được cắt ra để có thể chơi lại những con phù thủy của game thủ Hưng Nhổn. Vâng, có được là chơi đóng một cái nhà P ở nhà để có thể thủ lại những bãi vàng mà game thủ Hưng Nhổn đang ăn. Anh có làm điều đấy. Bây giờ Hưng Nhổn vẫn đang có một cái bài đánh phù thủy khá trâu. Tốt rồi. Nông dân của Black vẫn đang được cắt ra liên tục để có thể đập lại những con phù thủy của game thủ Hưng Nhổn. Phù thủy là 50 máu và 7E để có thể khiến cho những con phù thủy của game thủ Hưng Nhổn không thể ra được. Rất hay, Black anh vẫn đang đánh một cách khá quái. Phù thủy cần phải được đi nhanh hơn. Hưng Nhổn anh có làm điều đấy không? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Bây giờ thì Black anh đang lấy một số lượng nông dân khá lớn để có thể đi nhét lại những con phù thủy của game thủ Hưng Nhổn vào trong một hốc. Thì anh có cần phải đem những con nông dân này đi không? Đem những con nông dân này đi khá tốt. Giờ Hưng Nhổn anh đang đe lại tham. Vâng, vẫn là những tên đẻ tham liên tục. 29 trên 48 là tham game thủ Hưng Nhổn. Anh cần vào trong trong nhà chính. Vâng, một cái phù thủy khá to. Bây giờ thì hù được dân là đen luôn. Cứ hù được dân là đen luôn. Liệu Hưng Nhổn có làm điều đấy? Bây giờ anh vẫn đang công phù thủy khá gắt. Ở nhà đã bắt đầu đắp ruộng rồi. Cẩn thận những tên đập phù thủy của game thủ Black. Giờ thì Hưng Nhổn. Vâng, Hưng Nhổn anh có đen dân không? Đen luôn anh ơi. Có đen không? Anh vẫn cho dân về thôi. Còn phù thủy Hưng Nhổn vẫn đang hoạt động một cách khá cẩn thận. Cứ có là đen. Và bây giờ thì đây là 4 con phù lẻ tẻ thôi. Cứ phù được là đen. Hưng Nhổn anh cần phải nâng cấp tất cả các công nghệ cho những con phù thủy của mình. Nâng cấp nốt một cái công nghệ cuối cùng thôi. Hưng Nhổn anh có làm điều đấy. Và bây giờ thì những con phù thủy của game thủ Black vẫn đang được đi di chuyển khá nhanh. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy tên đập dần liên tục đến từ cả hai game thủ. Hưng Nhổn thì vẫn đang sắp phù thủy một cách khá đều đặn. Vâng, 357 gỗ, còn 43 vàng rồi. Chúng ta có thể thấy Black anh có một khoanh ruộng khá ấm. Chính vì thế bảo sao Black anh vẫn có thể sóc dần đều. Black có một khoanh ruộng ấm và Black vẫn sóc dần đều. Hù được đen luôn, không chạy được những con nông dân này đâu. Anh cần phải đen luôn để làm sao đấy có thể ăn được nhiều dân của đối phương. 43 trên 48 tham lai đang tăng một cách nhanh chóng và chúng ta có thể thấy phù thủy vẫn đang được game thủ Hưng Nhổn xong một cách quá đều đặn. Bây giờ thì tất cả các địa chỉ làm ăn của game thủ Black đã bị bung rồi. vẫn đang có khá nhiều phù thủy được đứng trên bản đồ, và chúng ta có thể thấy một trận chỉ có phù thủy và dần, không có những con chém xuất hiện ở trên bản đồ. Vâng, có là đen, hù được đen luôn, hù được đen luôn, được là đen. Vâng, Hiểu nó vẫn cứ đang chạy, không đen làm gì cả, đầu lại cắt dân ra để có thể ấy thôi. Kinh khủng khiếp. Vâng, tham lai đã đè lại hoàn toàn, và chúng ta có thể thấy 49 trên 52 là tham của cái tổ hương nhộn. Black anh vẫn đang sóc dân châu. Cẩn thận một tơn chuyển cung Nga đến từ game thủ Black. Và bây giờ thì hương nhổn cũng đang có ruộng. Hương nhổn bây giờ anh vẫn đang sóc châu phù thủy rồi. Chưa có những vâng, đập đến bao giờ chết được một con hủ 50 máu, và bây giờ thì hương nhổn đang đập phù thủy và có lại phục lại. Vâng, cứ phục lại liên tục rồi. Đây là một trận thi đấu mà game thủ hương nhổn bây giờ anh vẫn cần phải điều hù tốt hơn và sóc dần trâu hơn ra làm gỗ nữa. Và cứ có là đèn có là lại hù lại rồi, không sao cả. Còn phù thủy của game thủ Black vẫn đang còn rất đông, và chúng ta có thể thấy số lượng phù thủy của Black là cực kỳ nhiều. Bây giờ hương nhổn anh cần phải phù những con nông dân của Black và phù lại được là đen, phù được là đen luôn. Đang chưa có gỗ để có thể đóng một cái BE. Chúng ta có thể thấy xoay tham, và tham lai mình đang đè. Chúng ta có thể thấy tham lai đã đè rồi. Tham lai hương nhổn đang đè, và anh vẫn giữ được tham, rất tốt. Sóc dân đều, và sau đấy là tăng E. Chuẩn bài. Bây giờ thì anh cần phải công vào nhà của Black những tơn tiếp theo, tránh đề phòng game thủ Black anh lại có những khoanh ruộng và sóc lại dân được. Hương nhổn anh cũng đang sóc dân rất đều trong nhà chính nhà của mình. Nâng cấp chặt gỗ, ăn một bãi vàng nữa, khá là chuẩn bài. Bây giờ lại một tơn cung phù to của game thủ Black vào nhà của game thủ hương nhổn. Vâng, cứ phù được là phải đen luôn. Đấy là những con phù thủy phù dân ở nhà của game thủ hương nhổn. Hương nhổn bây giờ anh vẫn đang có cực kỳ nhiều tay. Đây là một kèo mà có lẽ là các bố lão xem xong các anh cũng sẽ phải sợ, khi mà với những thao tác tay quá nhanh đến từ game thủ hương nhổn và cả game thủ Black nữa. Anh đều có một nhà P tại nhà hương nhổn thì phải, nếu tôi không nhầm, một nhà bên N. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy Black anh đang có một bài mà lực khá khỏe, lực là cực kỳ khỏe dành cho game thủ Black, vàng là cực kỳ nhiều. Và bây giờ thì ai sẽ là người sóc châu phù thủy trong trận đấu này hơn, người đấy sẽ có giành được rất nhiều lợi thế. Con nông dân của những con nông dân của game thủ hương nhổn vẫn đang được làm ăn, và vẫn đang ăn vào một cách khá là trâu bò. Có lẽ là cần phải làm nhiều gỗ hơn để có thể có những tơn đập dân tốt, khi mà game thủ Black anh đang đóng rất nhiều nhà bên N, để làm sao đấy có thể sóc được dân hồi lại, vừa sóc được dân hồi lại vừa có thể đi đập dân tốt hơn. Vâng, cứ hù dân lại cho gian vàng. Vâng, rất hay. Chúng ta có thể thấy hương nhổn đang cực kỳ vũ một bài chơi phù thủy của mình. Vâng, bây giờ thì chúng ta có thể thấy hương nhổn anh vẫn đang hơi đuối gỗ, rất đuối gỗ luôn. Cần phải có những cái tơn đập dân. Bây giờ sẽ là một tơn đập dân to tướng đến từ game thủ hương nhổn, rất bay. Những cái tơn đập dân kinh khủng khiếp sẽ được các bạn sẽ được chứng kiến một tơn đập dân kinh khủng khiếp đến từ game thủ hương nhổn trong những giây phút sắp tới. 67 đến 68 là của game thủ hương nhổn ở thời điểm hiện tại. Phù thủy đã bắt đầu hoạt động, phù thủy đã bắt đầu hoạt động rồi. Tiếp tục những tơn phù thủy kéo về game thủ Black. Black vẫn đang phải tập trung giữ nhà, rất hay, rất phũ vàng. Còn cứ phù được là đen, không sao cả. Bây giờ thì lấy nông dân là đập và lại phù lại những con nông dân của mình. Ta có thấy hương nhổn anh vẫn đang chơi một cách khá bay, đem tiếp những con nông dân này ra để có thể chơi lại game thủ Black rồi. 69 đến 68 game Sunlight, game thủ hương nhổn vẫn đang giữ một cách quá tốt. Vâng, vẫn là những tơn đập dân thật sự là kinh điển. Tham lai vẫn là cần rồi, không đè, nhưng mà game thủ hương nhổn đang có nhiều phù thủy hơn. Dường như là vẫn còn một bãi vàng nào nữa trên bản đồ thì phải, nếu tôi không nhầm. Không thì Black anh lấy đâu ra vàng có thể sóc được nhiều đến như vậy. Vâng, rất nhiều phù thủy. Một trận thi đấu mà hai game thủ đang chơi cực kỳ nhiều phù thủy ở trên bản đồ. Đây mà là những con đây 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 mà là những con dân thần, vâng, đây là những con dân thần thì thực sự là quá phũ phàng luôn. Nhưng đây thì là những con dân chưa thần. Vì thế mà mọi thứ vẫn đang còn khá vất vả để cho cả Hưng Nhổn cũng như là cả game tủ, cả cái tủ Black trong trận thi đấu này. Bây giờ anh cần phải nhớ ruộng tốt hơn. Rồi, nhà đang vẽ ruộng và sau đấy là sẽ nhảy 4 để chơi những con dân thần, chứ không chơi hót hiếc làm gì hết. Để 4 và chơi dân thần trong trận đấu này là một chiến thuật cực kỳ hợp lý luôn. Vâng, nhảy không biết đâu với đâu luôn. Đấy là một trận thi đấu mà ai là người dẻo mồm thì người đấy sẽ giành chiến thắng. Những con phù thủy vẫn đang hot. Vâng, hãy về với đội Gunny và chúng ta có thể thấy một trận thi đấu mà Gunny vẫn đang thi đấu cực kỳ công hiến, cực kỳ phũ phàng. Vâng, bây giờ thì dường như là game thủ Black anh đang đuối vàng rồi thì phải. Không còn nhiều vàng để cho game thủ Black có thể chơi phù thủy trong trận thi đấu này. Chính vì thế mà cái đập nát những con phù thủy của game thủ Black ra thì game thủ Hưng Nhổn anh đang có cực kỳ nhiều lợi thế. Còn rất nhiều lợi thế dành cho game thủ Hưng Nhổn. Trận đấu này anh cần phải sóc dân đều tay hơn. Sóc dân đều tay hơn, tham lai đã gần 80 rồi. Hưng Nhổn anh có sóc dân hay không? Ở nhà chính có sóc dân không? Vâng, Hưng Nhổn ở nhà chính bây giờ anh cần phải sóc tất tay đống nông dân này, chỗ thịt này để có thể ra dân. Vâng, anh ơi, anh cần phải sóc tất tay đống nông dân này, sóc tất tay đống thịt này để có thể ra dân. Bắt buộc phải như vậy. Vâng, hết vàng trên bản đồ đến nơi rồi. Rất hay. Chúng ta có thể thấy các game thủ số 1 anh vẫn đang cống hiến cho khán giả. Trận thi đấu thật sự là quá mãn nhãn. Vẫn đang những sơn đập dân kinh điển đến từ Hưng Nhổn và game thủ Black. 84 trên 80, tham lai vẫn tăng liên tục. Vâng, đây là một bản đồ mà dường như sẽ hết vàng rồi. Rồi, giải điên cuồng. Black anh đang hết dần tất cả bãi vàng và hết dần phù thủy rồi. Vâng, và bây giờ thì ai sẽ là người sóc dân tốt hơn? Vâng, anh ơi, anh sóc dân ở nhà chính đi anh. Vâng, bây giờ chúng ta có thấy số lượng nông dân của game thủ Black là quá nhiều trong trận đấu này. Và đây là sẽ là những cơn đập dân đến từ cả game thủ Black và cả game thủ Hưng Nhổn. Ai sẽ là người ăn được nhiều vàng hơn? Rất trâu bò, 91 trên 96 là của game 91 trên 96 là của game thủ Hưng Nhổn. Vâng, đó, game thủ Black đã hết vàng rồi. Vâng, bây giờ thì chúng ta có thể thấy có quá nhiều phù thủy cũng như là có quá nhiều những con nông dân và đang đập nhau loạn xạ hết, cho nên là trên bản đồ. Vâng, không biết ai người nhiều dân đến ai. Và bây giờ thì lại phù lại. Rất bay. Có tí vàng nào cũng chơi hết. Xón vàng cũng ăn, tẹo vàng cũng ăn. Vâng, không biết đâu là mình và không biết đâu là người ta. Đây một kèo đập dân, chơi dân đập phù và là một kèo thi đấu cực kỳ gay cấn. Là Black đã gõ 2-3. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Nhưng anh gõ nhầm rồi. Vâng, dường như là Black anh đang bắn hiếp lai thì vậy. Đang mua súng chứ không phải là đang gõ 2-3 resign. Nhưng Black anh cũng sẽ resign sau cái tơn sắp tới khi mà vào cái bản đồ đấy. Tỷ số là 1-0 cho Gunny trong trận thi đấu này. Có ai cho anh rồi? Một trận thi đấu mà anh đã bị đè ra ngay những tuần đầu tiên. Nhưng đấy là một trận thi đấu mà thực sự là tôi cũng không thể ngờ đến. 86 dân là số dân của Black trong trận thi đấu này, còn Gunny chỉ có 32 dân. Kinh khủng khiếp, gấp 3 lần nhau. Quá khó đo. Có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ hai thôi. Một kèo độc dân quá cân. Đừng bảo với tôi lại hai click tiếp theo trận thi đấu này.